Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Các sĩ quan và giới Tinh Hoa Nga thiệt mạng vào đêm giao thừa tại khách sạn Donbass Palace. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề: Ukraine strike hits party of Russian elites at Donbass Palace Hotel. Reports, nghĩa là báo cáo về cuộc tấn công của Ukraine giáng vào dạ tiệc của giới Tinh Hoa Nga tại khách sạn Donbass Palace. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Hai đưa tin quân đội Ukraine đã tấn công một khách sạn thượng lưu ở trung tâm thành phố Donetsk ngay sau nửa đêm ngày đầu năm mới, và các báo cáo địa phương cho thấy giới Tinh Hoa Nga đã tập trung tại khách sạn trong thời gian xảy ra cuộc tấn công. Hãng tin TASS do Điện Cẩm Linh điều hành, dẫn lời phát ngôn nhân của lực lượng phản ứng đầu tiên cho biết, khách sạn cung điện Donbass đã bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích. Hãng tin TASS do Điện Cẩm Linh điều hành dẫn lời, đồng thời mô tả cung điện Donbass là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Donetsk. Denis Pushkin, nhà lãnh đạo khu vực Donetsk cho biết rằng, thành phố Donetsk đã phải hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề vào đêm giao thừa, trong khi một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc tấn công vào thành phố là một hành động khủng bố và cáo buộc lực lượng của Kyiv đã tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, nhà báo Ukraine Andriy Sablenko đưa tin trên một bài đăng trên Telegram rằng các thành viên của Tinh Hoa Nga đóng tại vùng Donetsk bị tạm chiếm đang tham dự bữa tối năm mới với các vị khách đến từ Mạc Thức Hoa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Bài đăng của Sablenko chứa đoạn video quay lại cảnh có vẻ như là một phòng tiệc đầy khói, cũng như một đoạn clip cho thấy bên ngoài cung điện Donbass bị hư hại. Nexta, một hãng tin thân Ukraine có trụ sở tại Đông Âu, đã đăng đoạn phim cho thấy khách sạn và các mảnh vỡ trên đầu những chiếc xe hơi đậu bên ngoài. Kênh Tenda đã viết rằng không có thông tin chính xác về số thương vong trong vụ tấn công khách sạn, nhưng các kênh thân chế độ Nga đã khá khó chịu. Olsen là cựu chiến binh của lực lượng không quân Hoa Kỳ và là nhà phân tích quân sự cũng đăng bài về vụ việc tại cung điện Donbass. Olsen cho biết, đầu đêm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một khách sạn ở Donetsk bị tạm chiếm, nơi một bữa tiệc có sự tham dự của các sĩ quan, nhà báo Nga, các nhân vật quan trọng khác và một lực lượng hộ tống chuyên nghiệp. Người dân địa phương ở Donbass bị tạm chiếm, cho thấy một số chỉ huy quân sự đã thiệt mạng ở Donetsk và có những nhà báo bị thương. Thông tin đang được làm rõ. Năm mới bắt đầu thật tồi tệ. Có thông tin cho rằng một nhà báo, nhà tuyên truyền cao cấp cũng chết trong cuộc tấn công. Trung tâm kháng chiến quốc gia hoạt động như một cơ quan thông tin thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, do hậu quả của cuộc tấn công ở Donetsk, chính quyền Nga đã thiết lập các rào chắn trong thành phố và tăng cường tuần tra. Trung tâm viết, đặc biệt chú ý đến những người mang hộ chiếu Ukraine đã từ chối nhập quốc tịch Nga. Vũ khí bất khả chiến bại của Putin tìm chỗ trốn, vẫn bị HIMARS làm nổ tung. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề: Video shows Russian M-Star S in flames after trying to hide from HIMARS. Nghĩa là video cho thấy M-Star S của Nga bốc cháy sau khi cố gắng trốn khỏi HIMARS. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Ukraine đã sử dụng HIMARS do phương Tây cung cấp để tấn công vào một khẩu pháo tự hành M-Star S của Nga đang cố gắng ngụy trang. Một đoạn phim mới xuất hiện cho thấy. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ và được cho là của lực lượng đặc biệt của nước này, được quay ở bên trái hoặc bờ phía đông của sông Dnipro chảy qua vùng Kherson phía nam Ukraine. Kyiv nói, không thể thoát khỏi HIMARS của Ukraine. Hoa Kỳ đã cung cấp 39 HIMARS hay hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự. Các quan chức Kyiv đã ca ngợi tác động của HIMARS kể từ khi chúng đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này vào tháng 6 năm 2022. Đoạn clip ngắn xuất hiện cho thấy M-Star S di chuyển qua một khu vực nhiều cây cối rậm rạp trước khi dừng lại dưới tán cây và sau đó bốc cháy. Đoạn video có vẻ được quay bởi một máy bay không người lái của Ukraine.
Kyiv thường sử dụng máy bay không người lái để trinh sát và tấn công cùng với các thiết bị như HIMARS. Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi ở Kherson trong cuộc phản công đầu tiên vào cuối năm 2022, đẩy lực lượng Nga trở lại bờ đông sông Dnipro, nơi gần như đánh dấu các tiền tuyến trong khu vực trong suốt năm 2023. Lực lượng của Kyiv đã gây áp lực lên các tuyến phòng thủ của Nga ở bờ đông, thiết lập các điểm kiểm soát ở các làng như Green Key trong vài tháng qua. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW của Mỹ, quân đội Ukraine vẫn duy trì các vị trí ở bờ đông và không có thay đổi nào về tiền tuyến trong khu vực kể từ hôm thứ Bảy. Lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi các vị trí ở tả ngạn, lực lượng miền Nam Ukraine cho biết hôm Chủ nhật. Đầu tháng này, quân đội Mạc Tư Khoa cho biết lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 thuộc hạm đội Hắc Hải của Nga đã thực hiện sự thay đổi căn bản trong chiến thuật và triển khai vũ khí hóa học xung quanh làng Green Key ở Kherson kể từ giữa tháng 12. Lữ đoàn cho biết họ đã thử nghiệm thành công việc thả lựu đạn K-51 từ máy bay không người lái xuống các vị trí của Ukraine ở bờ đông. ISW trước đây cho biết lựu đạn khí độc K-51 có chứa CS gas, một loại hóa chất thường được sử dụng để kiểm soát đám đông bạo loạn. Một quan chức Ukraine nói với CNN hồi đầu tháng này rằng binh lính Nga ở miền nam Ukraine đã sử dụng một dạng khí CS chống lại quân đội Kyiv. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học trong suốt cuộc chiến ở nước này. Một cố vấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong cho biết hồi đầu năm nay rằng Ukraine đã sử dụng loại vũ khí như vậy xung quanh thị trấn Soledad đổ nát ở phía đông và thành phố Bakhmut bị phá hủy mà không đưa ra bằng chứng. Ukraine bác bỏ cáo buộc này. Theo ISW, các binh sĩ từ lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga đã đến Green Key vào đầu tháng 10 và có khả năng tiếp quản tập đoàn quân vũ khí kết hợp số 18 của Nga trong khu vực. Ukraine tuyên bố Nga tung ra số lượng kỷ lục máy bay không người lái tấn công. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba 2 tháng Giêng, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Inat cho biết Nga đã phóng số lượng kỷ lục máy bay không người lái tấn công trong những giờ trước ngày đầu năm mới. Ông cho biết 87 trong số 90 máy bay không người lái đã bị bắn hạ thành công. Vào đêm giao thừa năm 2024, đối phương đã sử dụng số lượng máy bay không người lái tấn công loại Shahed với số lượng kỷ lục. Cuộc tấn công được thực hiện theo từng đợt từ bốn hướng. Hôm thứ Hai, Thượng tướng Serhiy Popko, thống đốc biệt khu thủ đô Kyiv cho biết thêm 5 thi thể đã được tìm thấy dưới đống đổ nát sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Kyiv 3 ngày trước, nâng số người chết ở thủ đô Ukraine sau vụ tấn công lên 29. Ukraine trước đó đã tuyên bố hôm thứ Hai là ngày để tang cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công hỏa tiễn hôm thứ Sáu, là cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào thủ đô của Ukraine trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm. Tướng Serhiy Popko cho biết, xin gửi lời chia buồn chân thành tới tất cả những người đã mất người thân. Những kẻ khủng bố giết hại dân thường sẽ không bao giờ được tha thứ vì máu đã đổ trên đất Ukraine. Tác động của việc rút quân một phần của Israel đối với tương lai của chiến tranh Gaza. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề What Israel's Partial Withdrawal Means for Future of Gaza War, nghĩa là việc rút quân một phần của Israel có ý nghĩa gì đối với tương lai của chiến tranh Gaza. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội Israel đang chuyển việc triển khai nhân sự ra khỏi dải Gaza, có khả năng là để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn trong những tuần và tháng tới. Hôm thứ Hai, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF thông báo rằng hàng ngàn binh sĩ sẽ được tái triển khai và một số quân nhân dự bị từ ít nhất 2 lữ đoàn sẽ trở về nhà với gia đình và công việc của họ ngay trong tuần này. Các binh sĩ thuộc 3 lữ đoàn khác sẽ quay trở lại huấn luyện theo lịch trình, đánh dấu đợt rút quân lớn nhất kể từ khi Israel bị Hamas tấn công gần 3 tháng trước.
sau khi Hamas phát động cuộc tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Palestine trong lịch sử Israel vào ngày 7 tháng 10, nước này đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào Gaza. Theo hãng tin AP, các quan chức Israel cho biết 1.200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas, trong khi Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 21.900 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Nói về việc rút quân, IDF nói với Newsweek hôm thứ Hai, động thái này dự kiến sẽ giảm bớt đáng kể gánh nặng kinh tế và giúp họ tập trung sức mạnh cho các hoạt động sắp tới trong năm tới, vì giao tranh sẽ vẫn tiếp diễn và sự phục vụ của họ vẫn sẽ cần thiết. Phát ngôn nhân IDF cho biết thêm, những điều chỉnh này nhằm bảo đảm lập kế hoạch và chuẩn bị hiệu quả cho việc tiếp tục hoạt động vào năm 2024. IDF nhận thấy cần phải lập kế hoạch trước, dự đoán các nhiệm vụ và chiến tranh bổ sung trong suốt cả năm. Israel cho biết hơn 8.000 chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt, theo AP, nhưng không cung cấp bằng chứng. Quốc gia này đổ lỗi cho Hamas về số lượng dân thường thiệt mạng cao và tình trạng hỗn loạn trong khu vực. Khoảng 85% trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza đã phải di dời. Việc rút quân cũng có thể báo hiệu một đường lối hành động quân sự khác ngoài Hamas và Gaza, có khả năng bảo vệ biên giới phía Bắc của Israel nếu chiến tranh leo thang, bao gồm cả Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban. Suy đoán về sự can thiệp của Hezbollah vào cuộc xung đột Israel-Palestine ngay sau vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói về khả năng sử dụng các loại đạn dược dẫn đường chính xác của Hezbollah, đảng chính trị Hồi giáo Shiite ở Liban, có cánh vũ trang cùng tên, và liệu Israel có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào bằng hệ thống phòng thủ Iron Dome hay không. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Hai, họ đã thực hiện một cuộc không kích vào biên giới Liban, nơi việc bắn pháo binh đã trở thành thông lệ. Đề đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, nói với các phương tiện truyền thông vào tối Chủ nhật rằng cuộc giao tranh kéo dài chống lại Hamas và các đối thủ tiềm năng khác có thể kéo dài trong hầu hết hoặc cả năm 2024. Gánh nặng kinh tế được phát ngôn nhân IDF mô tả có thể ám chỉ đến những tin tức kinh tế tiêu cực trong nước gần đây. Trung tâm nghiên cứu chính sách xã hội TAU, một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái ở Israel, đã báo cáo vào cuối tháng 12 rằng nền kinh tế Israel đang trên đà suy giảm 2% trong quý này do quân dự bị rời bỏ công việc để chiến đấu trong chiến tranh và các tác động tiêu cực khác. Theo tờ Thời báo New York, khoảng 20% lực lượng lao động của đất nước, tăng khoảng 17% kể từ các cuộc tấn công của Hamas, đã biến mất khỏi thị trường lao động vào tháng 10, khi khoảng 9.000 người được kêu gọi đi chiến đấu hoặc ở nhà chăm sóc trẻ em không được đến trường hoặc phải di rời vì hư hỏng vật chất ảnh hưởng đến nơi làm việc. Danny Dannon, thành viên Knesset và cựu đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc, nói với các thành viên đảng Likud rằng Hoa Kỳ phải chịu một trách nhiệm về việc triển khai quân sự mới được công bố. Dannon nói với Newsweek, những lợi ích của Israel từ cuộc chiến đang bị tổn hại vì áp lực của Mỹ. Đầu hàng trước áp lực này không thúc đẩy các mục tiêu của cuộc chiến. Nó sẽ không bảo đảm việc thả con tin của chúng tôi, cũng như sự thất bại của Hamas. Nếu Hamas nhận thấy rằng Israel sẽ ngừng hoạt động thì họ có động cơ gì để đàm phán? Dannon tiếp tục, bạn đã lãnh đạo đất nước khi bắt đầu cuộc chiến với lòng quyết tâm, sự rõ ràng và sức mạnh, và kết quả là rõ ràng. Chúng ta phải duy trì đà này. Thông điệp hiện đang được chuyển tới lãnh đạo Hamas và quan chức Palestine Yahya Sinwar về việc rút quân của chúng tôi là rất thuận lợi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã gặp nhau vào ngày 28 tháng 12 và thảo luận về các mối đe dọa đối với an ninh khu vực, cũng như các hoạt động gây bất ổn của Hezbollah ở miền nam Liban. Bản ghi lại cuộc điện đàm ngày 22 tháng 12 giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Gallant cho thấy Blinken đã thảo luận về những nỗ lực liên tục để giải phóng tất cả các con tin còn lại, bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho thường dân Palestine ở Gaza. Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp nhằm ngăn chặn xung đột mở rộng, bao gồm các bước tích cực nhằm giảm căng thẳng leo thang ở bờ Tây và tránh leo thang ở Liban, theo thông báo. Newsweek đã liên hệ với Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao qua email để yêu cầu bình luận. Chính quyền Tổng thống Biden đã điều chỉnh đường lối của mình với Israel, vẫn đưa ra hỗ trợ nhưng lên tiếng nhiều hơn về sự cần thiết của lệnh ngừng bắn ở Gaza vì số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng. Áp lực trong nước, bao gồm cả từ một số thành viên quốc hội, đã làm thay đổi thông điệp của chính quyền.
Năm 2024 của Nga có khởi đầu tồi tệ nhất có thể. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's 2024 gets off to worst possible start, nghĩa là năm 2024 của Nga có khởi đầu tồi tệ nhất có thể. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Saint Petersburg đã hủy bỏ lễ đón giao thừa. Thông báo này được đưa ra chỉ trong thời gian ngắn sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào thành phố Belgorod của Nga gần biên giới Ukraine. Quyết định không tổ chức buổi hòa nhạc vào năm 2024 được đưa ra khi một đám cháy đã thiêu rụi một cơ sở ở Mạc Tư Khoa trong vụ cháy mới nhất không rõ nguyên nhân xảy ra tại một tòa nhà ở Nga trong những tháng gần đây. Thống đốc Saint Petersburg Alexander Berglov đăng trên Telegram hôm Chủ nhật rằng buổi hòa nhạc được lên kế hoạch tại quảng trường cung điện ở trung tâm thành phố đã bị hủy bỏ để thể hiện tình đoàn kết với Belgorod sau một cuộc tấn công hỏa tiễn mà Mạc Tư Khoa đổ lỗi cho Kyiv. Cuộc tấn công vào Belgorod dường như là phản ứng của Kyiv trước cuộc không kích quy mô lớn và chết người của Nga một ngày trước đó và nhanh chóng được theo sau bởi những gì các quan chức Ukraine cho biết là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Nga nhằm vào thành phố Kharkiv, cách đó khoảng 40 dặm, rõ ràng là để trả đũa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong đó có 3 trẻ em và 110 người bị thương hôm thứ Bảy. Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin. Ủy ban điều tra Nga, cơ quan điều tra các tội phạm nghiêm trọng đã mở vụ án hình sự về cố ý giết người và cố ý phá hủy hoặc gây thiệt hại tài sản. Chính quyền Nga cho biết hầu hết các hỏa tiễn mà họ cho là do Ukraine bắn đều đã bị bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ đó đã rơi xuống thành phố. Kyiv chưa bình luận chính thức và khẳng định của Nga không thể được xác minh độc lập. Berglov nói rằng, người dân đã yêu cầu ông không tổ chức lễ đón năm mới và thành phố của ông có thể giúp Belgorod sửa chữa các cơ sở bị phá hủy. Đồng thời cho biết thêm, Saint Petersburg đoàn kết với Belgorod. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Nevsky Prospect, con phố chính ở thành phố thứ hai của Nga dẫn đến quảng trường cung điện, đã bị đóng cửa với thông báo về việc hủy bỏ được phát qua loa. Trong khi đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ video về vụ hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở ở phía tây Mạc Tư Khoa, cách điện Cẩm Linh khoảng 9 dặm. Khói đen có thể được nhìn thấy cuồn cuộn trên bầu trời giữa tiếng nổ. Các dịch vụ khẩn cấp nói với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng một đám cháy đã bùng phát tại một nhà chứa nhiên liệu diesel trên phố Krislaskaya và người ta nghe thấy tiếng nổ bên trong khuôn viên thuộc một khu nghỉ mát trượt tuyết. TASS cho biết ngọn lửa đã lan rộng trên 800 mét vuông và không có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Văn phòng công tố môi trường Mạc Tư Khoa, nơi Newsweek đã liên hệ để lấy bình luận qua email, đã đăng hình ảnh tòa nhà bị cháy trên Telegram và cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ không rõ nguyên nhân tại các cơ sở như kho chứa. Trong đó, nhiều sự việc được cho là do Kyiv gây ra. Vladimir Putin gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod là hành động khủng bố và sẽ bị trừng phạt. Vladimir Putin hôm thứ Hai nói rằng một loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine vào thành phố biên giới Belgorod của Nga khiến 25 người thiệt mạng và 111 người bị thương là một hành động khủng bố sẽ bị trừng phạt và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ukraine. Bạo chúa Putin đã đưa ra lập trường trên trong chuyến viếng thăm một bệnh viện quân y vào chiều ngày năm mới mùng 1 tháng Giêng. Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường không kích các thành phố Kyiv và Kharkiv của Ukraine sẽ bị trừng phạt. Putin nói rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự nhạy cảm ở Ukraine. Nga phủ nhận cáo buộc của phương Tây và Ukraine rằng họ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Putin nói rằng diễn biến cuộc chiến ở Ukraine đang thay đổi theo hướng có lợi cho Nga và Mạc Tư Khoa hy vọng chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ theo các điều kiện của riêng mình.
Bài phát biểu năm mới truyền thống của Putin hôm Chủ nhật chỉ đề cập thoáng qua đến cuộc chiến ở Ukraine, trái ngược hoàn toàn với bài phát biểu năm ngoái. Nga tấn công vào các thành phố của Ukraine trong ngày đầu năm mới. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba mùng 2 tháng Giêng, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, đại úy Aliona Liutnitska cho biết một cậu bé 15 tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào khu vực Odessa, phía nam Ukraine, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga và 7 người khác bị thương. Cô cho biết một số tòa nhà đã bị tấn công và hư hại do máy bay không người lái bị bắn rơi. Hỏa hoạn bùng phát tại các tòa nhà dân cư ở các khu vực khác nhau của thành phố. Cô nhấn mạnh rằng, ưu tiên rõ ràng của đối phương vẫn là cơ sở hạ tầng cảng Odessa. Một số lượng lớn máy bay không người lái đã được điều khiển từ biển đến vùng ven biển. Cô nói thêm là đám cháy đã được dập tắt kịp thời và không có thương vong. Tại thành phố Lviv phía Tây, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại nghiêm trọng một bảo tàng dành riêng cho Roman Sukhevich, một chỉ huy quân sự và theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây tranh cãi, người đã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine trong Thế chiến thứ hai. Các tòa nhà đại học ở thị trấn Dubliani cũng bị hư hại, nhưng không có báo cáo về thương vong. Viết trên mạng xã hội, thị trưởng Lviv Andriy Sadovy mô tả cuộc tấn công là mang tính biểu tượng và hoài nghi, đồng thời nói thêm, đây là một cuộc chiến vì lịch sử của chúng ta. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.